Tên người rừng này trước đây chính là võ sĩ huyền thoại trên sàn đấu, tuy nhiên giờ đây hắn là một tên đại ma đầu của một tập đoàn tội phạm, vừa được giải cứu ra tù hắn ta đã đại khai sát giới. Không những thế, hắn còn dẫn đàn em xếp hàng nóng tới săn bằng sở cảnh sát trung ương để truy sát đối phương. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn chính là động tới anh chàng này, người sở hữu những tuyệt kỹ võ công khiến cho Diêm Vương cũng vài phần ngán ngẩm. Vậy anh chàng đó là ai thì mời các bạn tìm hiểu một siêu phẩm bom tấn hành động võ thuật năm 2019 mang tên Bộ Ba Vệ Sĩ với sự góp mặt của toàn ngôi sao cung phu nổi tiếng nhé. Lấy cớ thực hiện một sứ mệnh nhân đạo cao cả, đó là giải phóng phụ nữ và trẻ em đang bị bắt làm con tin trong một khu rừng cấm ở Thái Lan. Tên trùm Devorot mồm toàn lông đã chiêu mộ được hai võ sĩ chợ đen, đó là Paidu và Long Phi cùng thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi quan sát kỹ và phát hiện được mục tiêu, Devorot đã chỉ đạo binh đoàn đánh thuê tấn công vào một ngôi làng giữa rừng, nơi binh lính Indonesia đang canh giữ nơi này. Không chỉ tập hợp những sát thủ có võ công cao cường, binh đoàn của tên mồm lông còn được trang bị hàng nóng đến tận răng nên có hỏa lực vô cùng mạnh. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã áp chế được những chiến binh bảo vệ của ngôi làng. Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, kẹo đồng được xà không khác gì lá mùa thu, những tay lính đánh thuê nhanh chóng giành thế thượng phong. Súng đạn không có mắt, hai vợ chồng của anh chàng Jaka đang lim dim ngủ còn chưa vào giấc thì bị kẹo đồng gắm vào người dỗ như tổ ong mà không hiểu vì sao. Akai con chim cú, Jaka liền vác AK-47 xông ra tham chiến báo thù cho vợ. Khi còn đang lơ tơ mơ thì bất ngờ một cao thủ lao tới tặng anh một gối. Thì ra đó là Paidu, những tuyệt kỹ muay thái thần sầu liên tục được tung ra khiến cho Jaka xây sầm mặt mày. Bất ngờ một quả lựu đạn phóng tới khiến hai con vợ đang đánh hăng cũng tí thì hẹo. Sau đó Jaka thì bị thương nặng nên ngất trên cành quất, còn Paidu thì bỏ đi mà không nói một lời. Tiến vào trung tâm đầu não, Devorot mồm toàn lông không nương tay mà sẵn sàng tặng cho mỗi tên một viên kẹo đồng ngọt lịm. Bạn tôi ơi, ở đây chúng tôi có rượu ngon và gái đẹp, tao đập chai nhưng đâu có dễ dãi. Nhanh chóng, lão dâu rồm đã tìm ra nơi giam giữ con tin. Tuy nhiên Paidu thấy con tin ở đây nó lạ lắm, phụ nữ và trẻ em thì chẳng thấy đâu mà toàn thấy bọn đầu trâu mặt ngựa. Thì ra người mà bọn chúng giải cứu đó chính là cô Lin, đại ca của bọn chúng và là một tên trùm xã hội đen đã bị tra tấn ở nơi này nhiều ngày qua chứ chẳng phải vì một sứ mệnh nhân đạo nào cả. Cô Lin tóc tai bù xù vừa ra khỏi tù đã đại khai sát giới, nhận thấy mình bị ăn thịt lừa, Paidu liền chửi: "Thằng chó, mày lừa bố mày." Vừa dứt lời thì cả hai thanh niên đều bị chúng đánh gục rồi ném xuống lồng. Trước khi rời đi, chúng đã tặng cho ngôi làng một quả bom hẹn giờ làm quà kỷ niệm. Paidu và Long Phi nhanh chóng giải cứu các tù nhân còn lại rồi chạy thoát hết cả mối hôi háng, kẻo bị nổ cho banh xác thì hết đường về quê. Thanh niên Jaka lúc này tỉnh lại sau cơn mê thì thấy nơi đây chỉ còn đúng cái nịt. Nhìn thấy vợ và những người anh em vào sinh ra tử đều đã trầu Diêm Vương, Jaka lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Anh thề rằng sẽ dốc xương sẻ thịt lũ cơ hó vừa rồi ra nấu giả cây để báo thù cho vợ. Còn cặp đôi hoàn cảnh Paidu và Long Phi, sau khi hai thanh niên đi đánh thuê trở về mà chẳng được xu nào tiêu tết, họ đành phải quay trở lại cái máng lợn ngày nào, đó là sàn đấu chợ đen để kiếm sống. Paidu lên đánh thì Long Phi sẽ cược cho anh thắng để kiếm lời. Đối thủ lần này của Paidu là một tên võ sĩ khổng lồ mát chố, nhìn tương quan cơ thể thì không khác gì hai bố con lâu ngày gặp lại. Ngay lập tức Paidu liên tục tấn công, tuy nhiên người Hàn cứ như hộ pháp đánh mãi cũng chẳng xi nhê. Tên mắt chố nhấc bổng rồi ném anh như một con ngoé, nhưng đó chỉ là chiêu trò câu khách mà thôi. Ngay lập tức Paidu mới thực sự phát tiết ra sức mạnh của mình, cùi trò thần sầu được tung ra chưa đầy 3 chiêu đã khiến gã khổng lồ đáp chiếu ngay tại trận. Tuy nhiên lúc này anh chàng Jaka thính hơn chó đã đánh hơi tìm đến, mặc dù đang bị thương ở tay, tuy nhiên anh vẫn quyết tâm đưa từng tên lên bàn thờ bốc xôi để báo thù cho nương tử. Lập tức anh vào sàn tham chiến, đối thủ của anh chính là Long Phi. Đứng trước các thế võ hoa mỹ của cung phu Trung Quốc, chiến binh Indonesia với các đòn đánh chí mạng nhanh chóng áp đảo được Long Phi. Nhìn thấy ánh mắt sát thủ cùng với các chiêu thức vô cùng hiểm ác của Jaka, lúc này Long Phi và Paidu mới nhận ra anh ta chính là một chiến binh trong ngôi làng hôm qua. Biết rằng Jaka đến đây để lấy mạng mình, Long Phi liền giở lung tung quyền ra để đánh lại. Một pha bay người đá xoáy cùng với hai phát đá cao ngay lập tức đã khiến cho Jaka ngất trên cành quất. Tỉnh lại sau cơn mê, Jaka thấy mình đang ở trong một căn phòng, thì ra hai con vợ đã đưa anh về phòng trọ để tá túc qua ngày, làm luôn đĩa cơm rang dưa bò cho ấm bụng. Lúc này hai người mới giải thích cho Jaka biết rằng cả hai cũng chỉ là nạn nhân bị bọn chúng lừa đảo, nói là đi chiến đấu bảo vệ trẻ em vì chủ nghĩa nhân đạo, ai dè lại là giải cứu tên đại ma đầu cô Lin. Giờ tất cả đã đều có chung một kẻ thù là lũ cờ hó hôm qua, ba người liền làm vài ly nếp cái hoa vàng kết nghĩa bạn thân, nhưng thân ai thì người đấy lo. Ngày hôm sau, Paidu và Long Phi tỉnh lại sau cơn lú thì lúc này mới hay lại bị ăn thịt lừa lần hai, thì ra Jaka đã hạ độc và báo cảnh sát tới bắt hai người về đồn. Lòng tốt đặt đúng kẻ hút mì tôm đá bát, đang yên đang lành thì hai con vợ phải vào tù chăn kiến. Tại đây Long Phi tâm sự rằng sau những ngày thằng đánh thuê, anh định đưa cha về quê nhà bên Trung Quốc nuôi cá và trồng rau, tuy nhiên con mụ Tô Phượng đã giết chết ông ấy để ép anh ở lại đánh tiếp. Tô Phượng là người đứng đầu của tổ chức tội phạm lớn nhất Thái Lan, tên trùm cô Lin cũng làm việc cho ả ta. Dưới sự chỉ đạo của Tô Phượng, tình hình tội phạm và tham nhũng ở Thái Lan ngày càng leo thang, kẻ cắp còn nhiều hơn cả bà già. Biết được điều đó, đại tiểu thư của tập đoàn bất động sản lớn nhất Tàu Khựa là Tiểu Nhạn đã có mặt tại nơi này. Nhà chả có gì ngoài polymer, cô đã mạnh tay chi một khoản tiền lớn để xây dựng quỹ từ thiện chống lại các tập đoàn tội phạm. Vệ sĩ của Tiểu Nhạn đó là cô nàng tiểu lương xinh đẹp lại còn giỏi võ. Cô nhanh chóng đưa đại tiểu thư tới khách sạn để tổ chức livestream họp báo trực tiếp trên truyền hình. Thì ra cô mạnh tay giải ngân vì đây là quê hương của cha cô, ông ấy muốn Thái Lan trở thành đất nước yên bình, ấm no hạnh phúc chứ không phải máu chảy thành sông. Nhận được
tin này, bà trùm Tô Phượng ngay lập tức đã sai cô Lin vác hàng nóng đi nhổ cái gai trong mắt. Chỉ trong phút mốt, bọn chúng đã có mặt ở trước khách sạn để chờ thời cơ. Bất ngờ lúc này, Zaka gọi điện cho cô Lin và nói rằng hai lính đánh thuê mà gã râu xồm Deverus thuê về giải cứu hắn đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Không nhanh giải cứu thì hai tên đó sẽ khai ra hết sự thật. Thì ra Zaka tống Bayu và Long Phi vào đồn để dụ cô Lin đến rồi ra tay một thể chứ không có ý muốn hại hai người. Tuy nhiên lúc này nhiệm vụ giết đại tiểu thư Tiểu Nhạn được đặt lên hàng đầu. Sau buổi họp báo, Tiểu Nhạn cùng vệ sĩ đang bước ra khỏi khách sạn thì cô Lin cùng đồng bọn đã xông tới xả súng. Chỉ trong chớp mắt máu đã đổ thành sông, với ánh hào quang của nữ chính, đạn bắn tung trời mà Tiểu Nhạn chẳng hề hấn gì, tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, Tiểu Lương xông lên tiêu diệt được một tên hói đầu nhiều tóc, rồi nhanh chóng áp chế tạo đường lui cho Tiểu Nhạn bỏ chạy. May mắn cô đã nhảy lên được một con chiến mã chạy bằng xăng để đến sở cảnh sát cầu cứu. Tới nơi Tiểu Nhạn liền báo án nhưng cô không biết nói tiếng Thái Bình nên cứ xì lăng xì lồ bàn tiếng Trung khiến cảnh sát Thái Lan bó tay chấm com. Bà đang dĩ Long Phi liền bị lôi ra làm phiên dịch viên. Tuy nhiên Tiểu Nhạn chạy đâu cho hết nắng mùa hè, cô Lin cùng đồng bọn lập tức đuổi theo. Không ngờ bọn chúng coi trời bằng vung coi thúng bằng nia, sở cảnh sát cũng dám vác hàng nóng đến hỏi thăm thì xem chừng không phải dạng vừa đâu. Cô Lin muốn một mũi tên trúng hai đích, giết chết Tiểu Nhạn và bốc mộ Payu cùng Long Phi đang bị giam tại đây. Deverus ở lại lái xe, bốn sát thủ do cô Lin cầm đầu xông vào xóa sổ sở cảnh sát trung ương một cách ảo ma Canada. Do không có sự đề phòng và quá bất ngờ, rất nhiều cảnh sát đã phải bỏ mạng dưới bàn tay đẫm máu của chúng. Nhân lúc đang hỗn loạn, Payu cũng mở được khóa rồi thoát ra ngoài. Hai con vợ đang định đưa Tiểu Nhạn chạy trốn thì đã bị chúng phá cửa xông vào. Tên bốn mắt đang đắc ý bắt được một mẻ cá lớn thì bất ngờ Payu xông lên đánh rớt súng. Hai người bắt đầu lao vào đánh tay đôi. Gã bốn mắt mặc dù to xác tuy nhiên thân thủ chẳng thể nào nhanh nhẹn bằng anh. Hắn mới đánh vài chiêu đã thở như chó. Payu bảo Long Phi dẫn Tiểu Nhạn đi trước còn anh sẽ ở lại. Tên bốn mắt rút dao ra ứng chiến tuy nhiên chiến binh Muay Thái cũng chẳng hề run sợ. Thêm ba cước thì Payu cũng đã cho tên bốn mắt đang xuất khỏi bộ phim. Zaka cũng xuất hiện. Anh nói mình làm thế vì bắt đắc dĩ mà thôi rồi bảo Payu hãy mau rời khỏi đây còn mình anh sẽ ở lại báo thù. Long Phi đang dẫn người đẹp lao ra cửa chính thì tay bắn tỉa Joey đã đứng đợi anh ở đây từ chiều hôm qua. Trong tay hắn có hàng nóng nên Payu đã đánh lạc hướng cho Long Phi xông tới tấn công. Cướp được súng, Long Phi ở lại giữ chân, còn Payu dẫn người đẹp thoát ra ngoài. Hai người lao vào trau dồi võ thuật, Long Phi bị hắn lên gối xuống trỏ rồi ném đập xuống gãy cả bàn. Cuối cùng anh tặng hắn xong gối để thoát thân. Phía bên trong, nữ sát thủ Mark, một tay sai đắc lực cho cô Lin đã rơi vào tầm ngắm của Zaka. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hai người lập tức trao cho nhau những đường quyền đi vào lòng đất. Cô em Mark ăn ngay một phát vào mõm, Zaka nhanh chóng cướp được súng, giết vợ anh thì trẻ không tha, đàn bà anh cũng bắn. Vậy là chỉ còn ba tên sát thủ, Payu cùng Long Phi và Tiểu Nhạn chạy vào trong một khu phố, Joey và cô Lin lập tức đuổi theo. Tuy nhiên đây là lãnh địa của Payu nên cô Lin có đuổi thế nào cũng chẳng theo được dấu chân của ba người. Cay cú khi bị cắt đuôi, cô Lin sai Joey đi cất súng kẻo người dân tưởng hai thằng khùng vác hàng nóng chạy khắp nơi. Đúng lúc này thì một viên cảnh sát xông tới khống chế cô Lin. Tưởng rằng kế hoạch đã bị bể thì bất ngờ Zaka xông tới đánh gục viên cảnh sát. Mục đích của anh là đi sâu vào lòng địch rồi giết từng tên một. Zaka nói rằng Long Phi và Payu là kẻ thù của anh từ xưa nên anh cũng muốn bắt được hai người họ. Hơn nữa, Zaka nắm rõ thành phố này trong lòng bàn tay nên có thể hợp tác cùng cô Lin. Cùng chung kẻ thù thì sẽ là bạn, cô Lin lập tức đồng ý hợp tác. Có thực mới vực được đạo, bốn người rủ nhau đi làm vài quậy giải sầu. Zaka nói rằng Tiểu Nhạn không có người thân ở Thái Lan, chắc chắn cô ấy sẽ đến Đại sứ quán Trung Quốc để cầu cứu. Quả như lời Zaka suy đoán, để đến được đại sứ quán nhanh hơn, ba con vợ đã nhảy một chiếc xe cảnh sát bên đường, tưởng rằng sẽ cao chạy xa bay, ai dè cô Lin cùng đồng bọn đã mai phục sẵn ở đó. Tiểu Nhạn lập tức lái xe bỏ trốn thì bất ngờ cô Lin nhảy ra chặn đầu, hắn đánh vỡ cả cửa kính khiến Tiểu Nhạn mất lái đâm vào ven đường. Ba người đành phải quốc bộ để thoát thân. Mặc dù chỉ điểm thành công và lấy được lòng tin của cô Lin, tuy nhiên tên mồm đầy Long Deverus lại có linh cảm Zaka đang có một âm mưu gì đó. Tuy nhiên không có bằng chứng nên hắn chẳng làm được gì. Payu dẫn Tiểu Nhạn và Long Phi trốn vào một quán ăn, ba người đành phải chui lên ống khói để tránh sự truy bắt của bọn chúng. Tuy nhiên khi trèo xuống thì mới phát hiện ra ông chủ đã khóa cửa ra về từ lúc nào không hay. Tạm thời ba người đã được an toàn, tuy nhiên hai nam một nữ ở trong một căn phòng thì họ có thể làm gì cho hết đêm nay? Chỉ có thể là uống bia, có phí phạm không cơ chứ? Payu không những giỏi Muay Thái mà còn được mệnh danh là vua đầu bếp, anh tự tay trổ tài nấu ăn của mình, có tí cay cay vào nó khác bọt hẳn. Ba người cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Payu liền gọi Zalo cho Colin rằng muốn đổi Tiểu Nhạn lấy 100.000 đô và sự tự do, hẹn gặp nhau lúc mặt trời lặn ở câu lạc bộ bỏ hoang của thành phố. Lập tức chốt kèo, Colin không phải dạng vừa cũng đã sai gã mồm lông lấy hết sàng trong tài khoản đi thuê 500 anh em xạ thủ về tiếp đón Payu. Còn về phía Payu, anh tới gặp một người bạn cũ, anh ta nợ Payu một sự giúp đỡ và lần này Payu muốn anh ta cung cấp cho mình vũ khí để tham chiến đêm nay. Ở đây gì vũ khí gì cũng có. Lấy được hàng nóng, ba con vợ lập tức cưỡi chiến hạm chạy bằng cơm rồi rời đi. Tại câu lạc bộ bỏ hoang, Colin đã bố trí lực lượng mai phục sẵn để chờ ba người. Tuy nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Zaka, Payu sẽ đi theo một hướng khác để yểm trợ, còn Long Phi dẫn Tiểu Nhạn vào trong giao dịch trực tiếp. Payu đi từng vị trí rồi dùng súng giảm thanh nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ xử lý từng tên xạ thủ một. Colin thuê cho lắm vào rồi lại mất tiền mai táng mà thôi. Ở ngoài sảnh, Colin và Long Phi đang chuẩn bị giao dịch thì bất ngờ Payu xông tới đánh úp từ phía trên. Long Phi yểm trợ đưa Tiểu Nhạn vào vị trí an toàn, sau đó cũng xông vào tham chiến. Mưa đạn được xả cứ phải gọi là hết mình
tới bến. Một trận hỗn chiến xảy ra, Payu đối đầu với Colin, còn Long Phi thì xử lý Joey. Chạm trán với sát thủ được mệnh danh là vua nắm đấm lần hai, Long Phi dường như đã bắt được bài của Joey nên nhanh chóng ra đòn cướp được súng. Tuy nhiên hắn lại chơi bẩn rút dao ra tấn công. Long Phi quyết định dùng lung tung quyền và cho thằng cờ hó này không trượt phát nào. Những đòn chí mạng nhanh chóng được tung ra liên hoàn cướp, nhưng thể trạng của hắn quá tốt, có đánh thế nào thì mãi cũng không gục ngã. Nhận thấy hắn quá lì đòn, Long Phi liền dùng tuyệt chiêu đóng gạch thần công thì thấy vô cùng hiệu quả. Vua nắm đấm đã lên bàn thờ ngắm gào khỏa thân. Phía bên kia, Zaka bất ngờ xuất hiện từ phía sau khống chế tên mồm lông. Lúc này anh mới nói ra sự thật là đến để báo thù cho vợ. Tuy nhiên một viên kết liễu hắn thì quá dễ dàng, anh xả hết đạn để báo thù theo phong cách chết trêu người rơi của mình. Hai người bắt đầu trao dồi võ thuật với sự nhanh nhẹn và lòng cam thù giết vợ. Zaka liên tục cho hắn ta những đòn chí mạng. Tuy nhiên Deverus từng là võ sĩ quyền anh chơi hệ cung phu Thái cực Trung Quốc và lợi thế cơ thể cao to đen hôi, hắn ngay lập tức đã cho Zaka ăn đòn sấp mặt. Chiêu thức nào của anh cũng đều bị hắn khống chế. Đang chuẩn bị kết liễu Zaka thì Long Phi lao tới giải cứu. Tưởng rằng hai đánh một không chột cũng quề, ai dè hắn đánh cho cả hai tay tua. Long Phi bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay. Thấy Deverus chiếm quá nhiều đất diễn, Zaka song phi cho hắn cắm người vào thanh sắt đắp chiếu tại trận. Về phía cặp bài trùm Payu và Colin, tốn bao nhiêu đạn của đạo diễn mà không giải quyết được việc gì. Hai người vẫn đang chơi trò mèo vườn chuột. Colin đục tường khiến cho Payu bị dính đạn ở tay. Vừa hay Colin cũng hết đạn, hai người lao vào tay đôi. Ngay lập tức cùi chào thần sầu phối kết hợp với đầu gối thần công của một chiến binh Muay Thái đã giành thế thượng phong. Colin mò chó rụt lên não, hắn bắt đầu ra chiêu vô cùng mạnh rồi đánh cho Payu ra bã. Thấy thế Zaka cũng xông tới góp vui. Colin một mình chấp hay, hắn ta quá nhanh và mạnh khiến hai con vợ không tài nào đỡ được. Một phần cũng do Payu đang bị thương ở tay nên yếu thế, hắn đạp anh một phát cứ như trời giáng đổ cả tường ngất lịm. Zaka cũng không ngoại lệ, anh bị đạp rơi từ lầu 2 xuống tầng 1 ngất trên cành quất. Để lâu cất châu hóa bùn, Colin liền xuống phía dưới để tiễn cô nàng xinh đẹp tiểu nhạn xuống âm phủ tiếp tục sự nghiệp từ thiện của mình. Lúc này Long Phi cũng đã tỉnh lại sau cơn mê, anh lập tức lao ra đỡ đạn cho tiểu nhạn. Đó là viên đạn cuối cùng còn lại của Colin khiến hắn vô cùng cay cú khi mãi không giết được một cô gái. Vừa hay Payu cũng đã được lão đạo diễn nào VIP cho tăng cường 200% mana, hai bên lại giao cầu võ thuật lần hai. Tuy nhiên lần này Muay Thái nó khác lắm, chiêu thức của Payu nhanh như tốc độ bàn thờ, Colin ra đòn nào anh cũng đều khắc chế và tấn công tới tấp dồn dập như vũ bão, khiến hắn vỡ hết cả mồm. Colin dùng tuyệt chiêu cuối cùng đó là chơi bẩn thần công rút dao ra ứng chiến. Tuy nhiên Payu không phải dạng vừa đâu mà là dạng cực rộng. Anh dùng tay không đỡ dao rồi cho hắn một phát vào tim. Đừng tưởng một mình mày có dao, bố mày cũng đầy dao nhưng không thèm chơi bẩn mà thôi. Ở phía sau, thằng cờ hó Joey bất ngờ tỉnh dậy lúc súng bắn từ sau lưng nhưng chân dài tiểu nhạn đã ra tay trước cứu Payu một mạng. Cuối cùng cảnh sát cũng đã đến theo kịch bản. Bà trùng Tô Phượng cũng bị cảnh sát tới trao cho bộ trang sức hình số 8. Kết phim Zaka đã báo được thù, Payu bỏ lại Long Phi để đi cùng chân dài tiểu nhạn. Đúng là hào huynh đệ, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Các ông thấy không, cái sinh toàn được người ta theo, còn tôi thì toàn bị đuổi, để lại tín hiệu SOS bao nhiêu lần mà chẳng có anh lính đánh thuê nào muốn tới giải cứu. Bộ phim với sự tham gia của toàn ngôi sao võ thuật nổi tiếng như Michael J. White trong vai tên mồm lông, Scott Atkins hay chính là huyền thoại Boyka trong vai Colin, Tony Jaa trong vai Payu, Trần Hổ trong vai Long Phi, Iko Uwais trong vai Zaka cùng nhiều diễn viên khác đã làm nên một siêu phẩm hành động tuyệt vời. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người, I love you Trịch Trịch, bye bye!